chơi thì gặp đàn múa lân nhá, đam mê múa lân. Bắc Ninh đúng không? Sáng Anh Đường. À nhưng mà có ở Bắc Ninh có Thắng Anh Đường nữa đúng không? Thắng Anh Đường con biết. À có biết Lương Tín Đường thôi gì? Có gần thành phố không? Chỗ con ở bên Yên Phong. À Yên Phong à. Đấy, đây là một bạn ở đoàn Sáng Anh Đường ở Bắc Ninh giao lưu với đoàn lân chúng tôi các bạn nha. Cháu đang học ở trên này à? Vâng, con học tại đại học công nghiệp. Đại học công nghiệp à? À lên đây có tham gia đoàn nào không? Con chưa có tham gia Long Nghĩa được nhưng mà con không có thời gian, con lại bị bận. À nghĩa là cũng ở tập bên Long Nghĩa Đường thời gian rồi à? Con nào nhưng con bận quá không đi tập ngày nào, con không đi. Trang đâu, Trang đâu? Con biết Thức Nghĩa Đường không? Ở Bắc Ninh không? Trang ơi, mới lên. Bắc Ninh có Thức Nghĩa Đường, Bắc Ninh có nhiều lắm. Bắc Ninh có nhiều đoàn lắm. Đợt tham gia Long Nghĩa Đường được thời gian là đi được sâu chưa? Dạ con chưa, đợt đấy con bận chưa có thời gian.